Chào tất cả các em, sau thầy sẽ cùng các em giải bài số 2, sách giáo khoa môn giải tích 12, trang 55, bài lũy thừa. Cụ thể bài số 2 đó là cho AB là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ 4 phần ABCD. Phương pháp của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng các tính chất liên quan đến lũy thừa, được chưa? Liên quan đến lũy thừa, liên quan đến số mũ để chúng ta giải quyết bài tập này, được chưa? Cụ thể như sau. IA đó là A mũ 1 phần 3 nhân A nhân căn bậc 2 của A thì chúng ta biết rồi. Chúng ta sẽ phải viết tất cả cái này dưới dạng số mũ hữu tỉ sẽ là A mũ 1 phần 3 đúng không? Căn bậc 2 của A thì chính là A mũ 1 phần 2 đúng không? Được chưa? Các em lưu ý. Được chưa nhỉ? Rồi. Cái này chúng ta hiểu là căn bậc 2 của A mũ 1 thì viết thành A mũ 1 phần 2 được chưa? Cái này sẽ bằng A mũ 1 phần 3 cộng 1 phần 2. Được chưa? Và cái này sẽ bằng A mũ 5 phần 6, được chưa? 5 phần 6, 1 phần 2 cộng 1 phần 3 là 5 phần 6 mà. Rồi, tiếp theo ý B. Chúng ta có B mũ 1 phần 2 nhân B mũ 1 phần 3 nhân căn bậc 6 của B. Cái này nó sẽ bằng là B mũ 1 phần 2 này nhân B mũ 1 phần 3. Căn bậc 6 của B chúng ta viết thành B mũ 1 phần 6, được chưa? 1 nhá, 1 phần 6. Và cái này nó sẽ bằng là B mũ 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 6. Chúng ta có 1 phần 2 cộng 1 phần 3 là 5 phần 6 đúng không? Cộng thêm 1 phần 6 sẽ là 1, được chưa? Vậy cái này sẽ chỉ bằng B thôi nhé các em. Bằng B, được chưa? Đây, các em viết bằng B xuống dưới đi. Bằng B, được chưa? B mũ 1 mà. Rồi, tiếp theo ý C. A mũ 4 phần 3 chia cho căn bậc 3 của A. Thì cái này nó sẽ bằng là gì? A mũ 4 phần 3 để nguyên này. Chia cho căn bậc 3 của A viết thành A mũ 1 phần 3, được chưa? Cái này sẽ bằng là A mũ 4 phần 3 trừ đi 1 phần 3. Phép chia mà các em, phép nhân thì chúng ta sẽ cộng giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ lại, được chưa? Còn phép chia của các phép mà cùng cơ số thì chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số và lấy các số mũ trừ đi nhau. Và sẽ cái này 4 phần 3 trừ 1 phần 3 thì còn 1. Vậy cái này sẽ bằng A thôi, được chưa? Tiếp theo ý D là ý cuối cùng. Đó là căn bậc 3 của B. Căn bậc 3 của B chia cho để B nhá, chia cho B mũ 1 phần 6. Cái này nó sẽ bằng là B mũ 1 phần 3 đúng không các em? Căn bậc 3 của B là B mũ 1 phần 3 chia cho B mũ 1 phần 6, được chưa? 1 phần 6. Cái này sẽ bằng là B mũ B này, mũ 1 phần 3. 1 phần 3 nhé các em. Trừ đi 1 phần 6, được chưa? Trừ đi 1 phần 6. Và cái này sẽ bằng đó là B mũ 1 phần 6, được chưa? 1 phần 3 trừ 1 phần 6 thì là 1 phần 6 mà. Cái này sẽ bằng B mũ 1 phần 6, được chưa? Chúng ta đã hoàn tất yêu cầu là viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Và kết thúc bài tập này tại đây.